bây giờ mình sẽ khui thùng máy Brother BTE850 cho mình xem. Đây là bên trong của máy. Chúng ta sẽ có một cái bản hướng dẫn của hãng. Adapter. Người ta còn cung cấp cho mình một cọng USB để kết nối với máy máy tính. Đây là adapter máy. Đây là dây chuyền dữ liệu. Một cọng khác. Đi kèm với cái này là một cục nhãn. Cục nhãn 36mm. Nhãn đen. Và còn có một cục nhãn 18mm nữa. Bên trong máy của mình. Đầu tiên là người ta sẽ trong này sẽ có một cái keyboard dành riêng cho máy này. Keyboard dành riêng cho máy được. Mô này. Tiếp theo là thân máy. Cái phụ thân máy các bạn xem. Đây là phần quan trọng nhất của máy InBrother này. Rất là cứng cáp và thiết kế nhỏ gọn, đẹp. Mình sẽ đi vào bên trong. Đây là toàn bộ những cái bộ phận bên trong của máy. Có khay để giấy, để ống, là pin. Khá là đẹp. Đây là phía sau thì nó sẽ có một cổng cắm USB với một cổng cắm nguồn. Phía trước cái mặt nó thì đây là khu vực nhãn ra, nhãn in ra, và đây là những cái nút chức năng, ví dụ như là wifi, cắt nút nguồn. Đây là những cái đèn báo tín hiệu, pin, lỗi giấy hoặc là lỗi mực gì đó. Sẽ chuyển dưới này. Này thì mình có thể. Bên này có một cổng USB để chuyển đổi dữ liệu qua máy tính.